Trâm chào toàn thể các bác. Các bác ơi, hôm nay em lên sóng và gửi tới các bác mình một tuyệt phẩm mà còn cực kỳ là đẹp, còn cực kỳ là đẹp luôn các bác nhá. Đấy các bác thấy này, đèn còn rất là mới này, đèn rất là mới nhá. Và tất cả rất là nhiều những chi tiết khác của xe còn rất là mới luôn. Mời các bác chú ý đón xem. Đây nội thất của xe đây ạ. Đấy, xe còn rất là mới nhá. Đây, em sẽ quay các bác xem này. Đấy, tất cả những cái mu lông, ốc vít, những cái mũ bóc khóa ở xe nó còn rất là sáng nhá. Đấy, sàn này, sàn nỉ trắng phau luôn. Và ghế này, ghế da xịn. Đấy, ghế da xịn còn rất đẹp nhá, không bị đứt nát gì. Đấy, tất cả những chi tiết của xe, những con bu lông ốc vít này, đấy, còn thế này vẫn còn chấm sơn. Đấy, vẫn còn chấm sơn các bác nhá. Đẹp quá các bạn. Các bác hãy xem hết video để cảm nhận về chất lượng mẫu xe này nhá. Đấy, các bác xem. Đấy, lý sàn này mới chưa, đẹp chưa. Chủ xe đi rất là giữ gìn nhá. Đấy, phía sau ạ. Còn đây là phần táp lô đồng hồ chiếc xe. Đấy, các bác thấy này, vô lăng này, vô lăng đẹp nhá, vô lăng không bị mòn, cần số rích rắc. Đấy, hệ thống âm thanh nghe rất là hay, hệ thống điều hòa tự động auto, có màn hình zin theo xe. Đấy, mẫu xe được mang tên là Buseca XC các bác nhá, gọi là Buseca XC. Đây chính là cái tên của chiếc xe này. Đấy, tên của chiếc xe đây các bác nhá. Đấy, một chủ từ đầu biển Hải Phòng. Đấy, xe còn tuyệt đẹp luôn. Đấy, từng chi tiết của chiếc xe sẽ được em chăm giới thiệu chi tiết trong video này. Mời các bác cùng chú ý đón xem. Đây. Đấy, chia sẻ cho các bác mình một số những cái cơ bản để quay cho các bác mình xem một số những cái chi tiết để các bác cảm nhận được về chất lượng của chiếc xe ngay từ đầu video. Ngay từ đầu video luôn nhá. Đây sang bên đây. Chiếc xe form dáng sedan 2 đầu. Sản xuất năm 2009, số tự động máy máy 1.8 nhá. Máy 1.8 nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan về. Đấy, mẫu này là mẫu được nhập khẩu nguyên chiếc các bác nhá. Đấy, những cái mẫu Đài Loan thì bác nào mà đã từng đi, đã từng biết đến thì các bác sẽ hiểu hơn hai hết đúng không? Hơn hai hết về chất lượng của nó. Đây, em sẽ quay những cái chi tiết để các bác ngắm đây. Đấy, đẹp chưa? Những cái bu lông ở đây này rất là sáng nhá, không bị xỉn màu, không bị mờ màu. Đấy, đẹp chưa? Zin hết các bác nhá. Đấy, ghế da này, ghế ngồi ít mới được đẹp như thế này. Đấy, mới được đẹp như thế này các bác nhá. Đấy, ghế đây nữa này. Ghế này được ngồi nhiều nhất, sử dụng nhiều nhất trong tất cả những chiếc ghế khác đây. Đấy, trần nỉ nguyên zin và rất là sáng. Táp lô, táp ni của xe rất là mới nhá. Đấy, các bác chỉ cần mình nhìn qua một vài cái vị trí thế thôi thì mình đã được cảm nhận chiếc xe này nó đẹp ở mức độ như nào rồi đúng không ạ? Những cái phanh tay cần số. Đấy, rất đẹp nhá. Đấy, sàn hoàn toàn là bằng lý. Hoàn toàn đồng ý các bác nhá. Chìa khóa xịn nguyên bản theo xe. Hệ thống điều hòa auto tự động. Màn hình camera lùi nguyên bản theo xe. Đây, đây nhá, tiếp tục ạ. Các bác cùng xem những vị trí này. Đấy, lòng trong của xe hoàn toàn là sơn zin. Và bên ngoài nước sơn của nó cũng lên tầm khoảng 85% là sơn zin các bác nhá. 85% là sơn zin luôn đấy ạ. Đây. Đấy, chưa tháo chưa vặn nha, vẫn chấm sơn. Đấy, vẫn chấm sơn của nhà máy này. Đấy, các bác cùng đón xem. Đấy, sơ qua như vậy. Sơ qua như vậy. Còn bây giờ em sẽ di chuyển lên khu vực đầu của chiếc xe để cho các bác ngắm về cái hình dáng của nó nhá. Hình dáng của mẫu xe này. Đấy, một chủ từ đầu, biển Hải Phòng, biển rất đẹp, biển Tiến đúng không ạ? Rất đẹp luôn. Với cặp đèn pha đằng trước và cặp đèn hậu đằng sau còn rất mới này, còn rất mới luôn. Đấy, trong vắt. Thiết kế đèn bi siêu sáng nằm ở trong đèn cụm đèn pha này. Đấy, các bác thấy này. Ở dưới đây cũng được trang bị đèn bi rồi nhá, cũng là đèn bi luôn đấy ạ. Bên kia cũng vậy. Đấy, xe được trang bị với lớp sơn là màu bạc. Đấy, rất là sáng đẹp. Đây, từ cái sinh nhan ở trên gương này nó còn mới luôn này. Rất là mới luôn này. Đấy, đăng kiểm còn đến tháng 3 các bác nhá. Đăng kiểm còn đến tháng 3 năm 2021. Tuy nhiên thì nó sẽ không còn dài. Mẫu này các bác mình vẫn đăng kiểm được 1 năm một lần. Đấy, 1 năm một lần đối với cái mẫu xe này. Đấy, sedan 2 đầu. Đấy, mẫu sedan 2 đầu số tự động máy 2 chấm máy 1.8 nhá, chứ không phải 2.0 đâu ạ.
máy 1.8 nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan. Em đọc lại thông tin cho các bác nhà mình nắm rõ là như vậy. Những cái mẫu xe Đài Loan thì bao giờ nó cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều đối với một số những mẫu khác, đặc biệt là những cái mẫu Trung Quốc thì chắc chắn là sẽ không bằng rồi, đúng không ạ? Tôn vỏ này rất là dày, tôn vỏ nó rất là dày các bác nhá. Với tôn vỏ này có thể là ngang với lại những dòng xe Atit, những cái chiếc xe Civic đấy, gọi là phân khúc hạng C đấy ạ. Mẫu này được cũng được xếp vào phân khúc hạng C các bác nhá. Đấy, một dàn lốp của xe thì còn cực dày này, đa dạng đúc nguyên bản theo xe. Đấy, và còn rất đẹp, không bị xước sát gì, đúng không ạ? Bốn đa dạng đúc của xe không bị xước sát nhá. Và bốn phanh đĩa, bốn phanh ABS, đây các bác xem này. Đấy, gầm bệ cực đẹp. Riêng về số và máy đối với mẫu xe này, các bác nhà mình không bàn nhá, không bàn về máy và số. Đấy, riêng mẫu xe này thì tổng thể là chỉ bàn có bàn này, chỉ bàn về giá thôi. Chứ còn thì xe là không phải bàn về xe các bác nhá. Vì một chiếc xe với tầm tiền loanh quanh 200 triệu thôi. Đấy. 200 các bác nhà mình bỏ ra số tiền như vậy thôi, và đời 2009 mà được như thế này thì chắc chắn được rằng là sẽ rất ít có trên thị trường, đúng không ạ? Chất được như chiếc xe này thì rất ít có trên thị trường. Đấy, máy cực êm, máy êm ru luôn. Máy êm ru luôn các bác nhá. Đấy, đẹp như là đời 2010 mấy luôn đối với cái mẫu xe Buseca này. Đấy, hãng xe Buseca nhá. Tên của nó là tên XLE đây. Tên của nó đấy ạ. Có cảm biến phía sau, có camera lùi. Đấy, tuyệt vời đúng không ạ? Rồi, thông tin khái quát về chiếc xe và hình dạng của chiếc xe, sơ sơ về chiếc xe thì em cũng đã quay rồi. Còn bây giờ thì mời các bác đón xem từng phần một đối với cái mẫu xe này. Đấy, mẫu xe máy 1.8 thì mức tiêu thụ nhiên liệu của nó sẽ rộng tầm khoảng 8 đến 9 lít, tầm 8 lít trên 100 km các bác nhá. Và phụ tùng, thay thế và sửa chữa của cái dòng này thì các bác nhà mình hoàn toàn yên tâm. Đấy, bên em có thể là hỗ trợ đồ và phụ tùng cho các bác nhà mình khi các bác cần các bác nhá. Còn riêng cái mẫu này thì mình cứ đi thoải mái, riêng tầm khoảng 5 đến 7 năm nữa không phải suy nghĩ. Mẫu chất lượng như này, mẫu đẹp như này thì mình cứ đi tầm 5 7 năm nữa không phải suy nghĩ. Yên tâm sử dụng luôn trong vòng 5 đến 7 năm các bác nhá, yên tâm luôn đấy ạ, đối với mẫu xe này. Các bác mà có tầm tiền khoảng quanh 200 đến 200 triệu thì những cái mẫu xe như này là rất là phù hợp này, rất là hợp lý này. Đấy. Hình dáng đẹp, xe chất lượng mà chạy thì rất là sướng, đầm, chắc, bốc, khỏe, êm. Cách âm, cách ồn, cách nhiệt của xe cực tốt luôn. Đấy, khung gầm, kết cấu khung gầm bệ của xe rất là chắc chắn. Đấy, an toàn, hiện đại đúng không ạ? Trang bị túi khí phanh ABS các thứ luôn rồi. Đấy, bây giờ thì em qua chi tiết nhá. Đây ạ. Những cái phần gioăng cánh cửa xe còn rất đẹp này. Đấy, rất là đẹp đây. Các bác xem là những phần vách cửa đây. Keo chỉ của xe là không mất phần nào nhá. Đấy, keo chỉ của xe là không mất phần nào. Đấy, các bác nhà mình hoàn toàn yên tâm. Xe không có lỗi, không đâm va, không bị ngập nước. Đấy. Đấy, từng phần một em sẽ quay gửi tới các bác mình xem chi tiết. Các bác xem video thấy hay mình like cho em một lượt phát nhá. Đấy, like cho em một phát. Và mình có thể là đăng ký kênh để xem những chiếc xe khác, tiếp tục những chiếc xe khác mà bên em đăng tải lên. Đấy, rất nhiều xe. Đây. Đấy, kết cấu khung cột kẹo, gioăng cửa của xe. Em quay từ xa đến gần, từ trong vào đến ngoài, từ ngoài vào đến trong. Đây sàn nhá. Đây sàn rất là sàn lý này, phần chủ trước đi rất là dữ. Đấy, những vị trí móc khóa này rất là sáng này. Bu lông này là chưa tháo chưa vặn nhá. Đấy, bộ ghế da xịn nguyên theo xe và nó còn được đẹp như này này. Đấy, đẹp chưa? Sẽ không có nhiều một chiếc xe đẹp như này ở trên thị trường đâu ạ. Đấy, trước này bên em săn đón cũng rất là lâu rồi. Đấy, thì bây giờ mới đón được em nó về cửa hàng các bác nhá. Mới đón được về cửa hàng đấy ạ. Và bây giờ dọn vệ sinh qua một chút rồi thì đăng lên cho các bác mình xem đây. Các bác cùng đón xem. Bác nào yêu, bác nào kết thì mình nhấc máy alo sớm nhá. Vị trí này là vị trí sơn gỗ này. Đấy, nhìn rất đẹp này, rất là sang đúng không ạ? Đấy, chỗ này là cửa gió điều hòa. Đấy, cái màu bạc nhìn khá là hay. Đấy, âm thanh nghe hay đúng không ạ? Đây màn hình đây nhá, mình có thể là vào AUX này, DVD này. Đây hệ thống bình chính đây ạ.
đây là hệ thống điều hòa của xe các bác nhá. Đấy, những cái nút bấm vào vị trí công tắc điều hòa này nó không bị mờ, không bị mòn tí nào luôn này, đẹp chưa. Đấy, chìa khóa nhá, chìa khóa zin theo xe, zin nguyên bản theo xe luôn đấy ạ. Đây, đây là phần táp lô, em sẽ quay các bác xem phần táp lô này. Đấy, táp lô của xe đây. Đấy, vô lăng tích hợp phím điều khiển âm thanh. Đấy, và đây là những phím còi này. Đấy, vô lăng đẹp chưa, tí em sẽ quay gần hơn nữa nhá. Đấy, vô lăng xịn, nguyên theo xe, chưa làm lại, chưa xử lý, rất là dày luôn đúng không ạ, rất là đẹp và còn rất là dày. Đấy, phần da, những cái phần gân nổi đây là phần da này còn rất là cao này đúng không ạ. Và đây là túi khí nhá, khí nằm ở giữa. Chỗ này có một cái hộp đồ và cũng được gắn thêm những cái cổng AP. Đây, cốp đồ đây. Xe không thiếu một chi tiết nào đâu ạ, để chú bác ngắm. Đây, cánh cửa này. Đây, vị trí cánh cửa nhá. Nội thất được thiết kế hai màu, màu kem và màu đen, hai màu phối hợp lại nhìn rất là bắt mắt, rất là đẹp luôn đúng không ạ. Em đang quay vào giữa trưa nhá. Đấy, cho nên là ánh nắng nó ánh nắng của đây, các bác thân này, nó in xuống đây. Hiện tại cửa hàng em ở phần trên này là mình là em dùng bằng lưới. Đấy, ánh nắng xiên vào đôi khi là một số chỗ là hơi lóa một chút đúng không ạ, hơi lóa một chút. Các bác xem thì hãy ủng hộ em bằng cách nhấn like nhá. Và các bác có thể là mình chia sẻ cho nhiều người biết đến hơn. Và mình cũng chia sẻ để lưu lại những cái khoảnh khắc, những cái chiếc xe mà mình thích đến lúc không bị trôi bài đúng không ạ. Đây, ghế da này, quay đi quay lại mà em vẫn muốn quay luôn. Đây, lìa đằng sau rất là tươi, rất là sáng nhá, rất là sáng luôn. Đấy, sàn này, sàn này hơi bụi một tí thôi, về mình vệ sinh đi cái là ok. Đấy, chỗ này là đấy, chỗ này là móc đồ này. Đấy, rất là hay đúng không ạ. Đấy, trần đây nhá, trần thì nét căng nguyên bản theo xe, cửa đóng chắc lịch. Đem đóng cửa cho các bác mình nghe này. Đấy, cửa đóng rất là chắc nhá. Đấy, cửa đóng chắc chắn luôn. Cốp sau rất là rộng. Chút nữa em có thể là mở cốp ra cho các bác mình xem ngay lập tức. Bây giờ em quay phần nội thất nốt nhá. Đấy, quay nốt nội thất cho các bác xem. Đấy, cốp của xe được ấn mở đây nhá, được ấn mở đây. Hệ thống gương kính của xe được điều chỉnh bằng điện. Đấy, gioăng cửa này. Đấy, gương được điều chỉnh ở đây, có chế độ cụp gương luôn. Các bác đón xem nhá. Em đang quay vào cái lúc trời nó hơi nắng thì nó đôi khi nó hơi phản chiếu ánh sáng một tí. Lòng trong vẫn là sơn zin. Đấy, những cái vị trí này này các bác thấy này, những cái nút bấm không bị mờ mòn luôn này. Đấy, sàn này. Nỉ đẹp chưa? Nỉ zin của xe các bác nhá. Đấy, ghế da zin. Âm thanh rất là hay. Tiếp tục ạ, tiếp tục thì thêm một cái cánh nữa để cho các bác mình ngắm. Quá đẹp đúng không ạ? Đẹp như là những mẫu xe đời 2010 mấy luôn. Đây, các bác thấy đây. Và đi sâu hơn nữa vào khu vực bên trong của cái phía đằng sau này. Bác nào yêu cái đẹp đấy, thích độ chất của những mẫu xe cũ, ô tô cũ,
Thì mời các bác qua cửa hàng bên em nhé. Bên em toàn tuyển chọn những mẫu xe đẹp, mẫu xe chất về bán thôi. Đấy. Tất nhiên thì khi nhập về bên em sẽ nhập ở mức độ giá phù hợp cho các bác mình, làm sao hợp lý, không bị làm sao đắt quá đúng không ạ? Phù hợp với lại chất lượng của chiếc xe. Bây giờ em sẽ quay phần bên ngoài nhá. Quay phần bên ngoài xong thì sẽ quay đến phần gầm và phần máy sau cho các bác ngắm này. Đấy, đẹp này. Đèn trong vắt luôn này. Nước sơn bên ngoài rất là bóng đẹp. Thân vỏ không bị bả matit cho nên là còn rất là căng các bác nhá. Rất là căng. Tôn vỏ mình gõ xung quanh là kêu loang quang luôn. Đấy, một số vị trí ở đây nó chỉ bẩn thôi nha các bác nhá. Chỗ này này. Chỗ này người ta dán đấy mà. Đấy, chỗ này là bẩn này. Về mình vệ sinh ấy là đẹp ngay. Đấy, quan trọng là nó không bị bong vênh này. Nó không bị bong và nó không bị vênh. Đây, sơn xi sạch sẽ. Kể ra thì em sẽ quay chiếc xe này vào buổi chiều thì nó sẽ đẹp hơn, đúng không ạ? Nhìn nó không bị lóa. Nhưng mà tranh thủ thì cũng bận cuối năm cho nên là em lúc nào rảnh ra em mang ra em quay lúc đấy thôi, chứ cũng không căn cứ. Đây, thân vỏ này. Lốp này. Lốp răng của xe đây này. Em sẽ đi một vòng nhá. Chỗ này đèn bi này. Đấy, sản xuất tại Đài Loan và nhập khẩu nguyên trước từ Đài Loan về. Đấy, Đài Loan nó sẽ khác với lại Trung Quốc các nhá. Đấy, các bác nhà mình biết là đất nước Đài Loan bây giờ nó sẽ như nào rồi, đúng không ạ? Nó tách biệt hoàn toàn so với lại những cái nhiều bác thì mình cứ bảo là Đài Loan là của Trung Quốc nhưng mà nó khác hẳn các bác nhá. Đồ của Đài Loan nó sẽ luôn luôn, kể cả như là một số những cái đồ là nhỏ nhặt đi nó cũng đã tốt rồi. Không nói gì đến những cái đồ mà vật giá trị nó lại lớn như chiếc xe ô tô như này, đúng không ạ? Đấy, các bác xem. Cái thân vỏ của chiếc xe ở bên phụ đấy ạ. Đấy. Vỏ kêu loang quang các bác nhá. Đấy, những cái phần gioăng, đây phần gioăng của xe này. Đấy, phần này là sơn zin này, sơn zin hết đấy ạ. Kính của xe thì chủ trước cũng đã dán loại kính loại phim tốt rồi. Đấy, nhìn vào trong là không nhìn được đâu các bác nhá. Đây, các bác không thể nhìn vào trong được. Nhưng mà nhìn ra bên ngoài thì đã rất là dễ. Đấy, soi hình ảnh của em rất là sắc nét này. Đây các bác xem. Đấy, đèn trong vắt luôn này. Như mới đúng không ạ? Đèn xịn nguyên bản theo xe các bác nhá. Rồi bây giờ thì em sẽ quay gầm và quay máy nhá. Đấy, gầm vào máy luôn. Đấy, không mục mọt gì đâu. Đấy, hơi bẩn thôi đúng không ạ? Gầm sàn của xe rất là sáng. Đấy, tiếp tục ạ. Đấy, gầm rồi. Gầm em cũng đã quay xong rồi. Bây giờ là quay đến phần máy nhá. Lổ máy lên luôn cho các bác nghe nhá. Đấy, máy lổ lên rồi. Chỉ nghiêng chìa khóa tắt thôi. Đã lổ ngay rồi. Máy lổ rất là êm. Đây, em ga nhá. Đấy, em ga lên đấy ạ. À rồi, em vừa rồi em mày ấn vào chìa khóa nó lại tắt luôn. Đấy. Rồi bây giờ thì xe ra mở capo này. Đấy, một phát là lổ luôn nhá, không cần phát thứ hai. Đấy, máy lổ rồi. Bác thấy không ạ? Chỉ nghe tiếng quạt gió thôi. Quạt gió của điều hòa thôi đúng không ạ? Chứ còn thì tiếng máy có thì không nghe thấy đúng không ạ? Lắng tai mới nghe tiếng máy luôn. Đấy, máy đang đổ này. Máy thì bên em vẫn chưa vệ sinh nhá, để nguyên như vậy, để nguyên bẩn luôn. Đấy, những cái tai đèn này. Đấy, cabo đây, để trong nóng cabo vẫn còn đẹp, còn mình cần vệ sinh thì rất là sạch đẹp thôi. Đấy, máy đổ êm chưa?
máy đại chất luôn các bác, đại chất luôn. Máy số không bàn nha các bác. Rồi, video về chiếc xe Buseca này em cũng đã làm xong và cũng đã tả xong, đã giới thiệu chi tiết rồi. Đấy, từng chi tiết một chiếc xe em đã quay và rất là kỹ. Các bác xem xong mình thấy ưng thấy thích thì nhấc máy lên gọi điện sớm cho bên em để được chốt mẫu này nhá. Các bác mua mẫu này về mình yên tâm này, đi Tết rất là phù hợp, hợp lý này. Đấy, các bác qua địa chỉ của hàng bên em ở tại đường Nguyễn Thờ Trung. Đấy, Nguyễn Thờ Trung thì đối diện với đại 166 Hồng Châu nhá. Các bác cứ tìm địa chỉ là 166 Hồng Châu, nó sẽ dễ tìm hơn. Và số điện thoại các bác liên hệ cho bên em theo hai số là 093 8586 307, và một số nữa mới cập nhật thêm là số 0389 000 555, hai số chính bên em các bác nhá. Đấy, các bác nhà mình hãy nhấc máy lên và alo sớm, có thể là chốt qua điện thoại, có thể là các bác nhà mình đến xem xe trực tiếp để được chốt các bác nhá, đến xem xe trực tiếp để chốt. Hải Dương bên em vẫn đi lại bình thường. Đấy. Vì thành phố Hải Dương là không phải ở trong làm ở trong vùng dịch. Vùng dịch của Hải Dương thì là ở tại thành phố Chí Linh cơ. Thành phố Chí Linh của tỉnh Hải Dương cơ. Chứ còn thì em ở trên thành phố Hải Dương các bác nhá. Đấy, các bác mình yên tâm là mình vẫn ra vào di chuyển thoải mái. Đấy rồi. Thì mà em có một cái chia sẻ như này nữa. Là nếu các bác mình mà không đến xem xe được thì bên em có thể là giao xe tận nhà nhá. Giao xe tận nhà cho các bác mình xem. Đấy, xem được thì mua. Đấy. Xem mà thấy không ưng, không được thì bên em lại đánh xe về. Đấy là một cách tạo điều kiện cho các bác như mình. Đấy, các bác mình hãy hưởng ứng nhá. Đấy rồi, video em sẽ kết thúc tại đây. Và xin được hẹn lại các bác vào những video khác. Đấy, bãi bên em thì còn rất là nhiều xe các bác nhá. Trên dưới một đầu tầm khoảng trên dưới 100 đầu xe các loại. Tầm tiền từ 100 triệu đến 400-500 triệu, rất là nhiều. Rồi, ok, em xin cảm ơn ạ.